Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Như anh em có thể thấy, hiện tại dung lượng cứng trên máy tính của mình đã gần đầy. Và để giải quyết vấn đề trên, mình đã quyết định sắm thêm một ổ cứng nữa. Mục đích để việc lưu trữ dữ liệu thoải mái hơn. Nhân đây mình cũng làm video này để hướng dẫn lắp đặt cũng như chia sẻ một vài lưu ý cho những em nào muốn tự nâng cấp ổ cứng cho máy tính. Máy mình hiện tại thì đang xài hai ổ, một ổ SSD để boot win và ổ còn lại là HDD dùng để lưu trữ dữ liệu. Với nhu cầu giải trí là chính, đặc biệt chơi những tựa game nặng vào kỳ nghỉ lễ sắp tới, nên mình quyết định sẽ đầu tư thêm một ổ HDD nữa thay vì là SSD. Nói chung, việc mua ổ cứng nào sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của anh em là gì. Mình lựa chọn HDD vì hai lý do. Thứ nhất là vì giá thành, và thứ hai là vì khả năng lưu trữ dữ liệu lâu dài của HDD sẽ tốt hơn. Tuy rằng tốc độ và hiệu suất của HDD sẽ chậm hơn SSD, nhưng nếu lỡ gặp những trường hợp rủi ro về dữ liệu thì anh em vẫn có thể backup được. Ổ cứng mình lựa chọn để nâng cấp là ổ HDD đến từ thương hiệu WesternD với tên mã là HDD WD Black 2T 3.5 inch và SATA 3. Thông tin chi tiết sản phẩm mình sẽ để bên dưới phần mô tả. Có một lưu ý nhỏ khi đi mua ổ cứng, anh em nhớ tìm hiểu trước xem nguồn có hỗ trợ đủ không, men có hỗ trợ đúng chuẩn không và cây có lắp đặt vừa không. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách tự lắp đặt và nâng cấp ổ HDD cho máy tính. Bước 1, anh em sẽ cần phải tắt máy tính và rút dây nguồn ra trước. Bước 2, tháo case máy tính. Nhân tiện mình cũng vệ sinh sơ bên trong case luôn. Sau đó chúng ta sẽ xác định vị trí lắp đặt ổ cứng. Cái này tùy thuộc vào case của mỗi người. Như mình thì vị trí lắp đặt sẽ là ở đây. Bước 3, lắp ổ cứng vào khay chứa và cố định bằng vít. Bước này hơi mất thời gian nên mình sẽ lướt qua nhanh. Bước 4, cắm cáp SATA và gắn dây cấp điện cho ổ cứng. Bước 5, lắp lại vỏ case và khởi động lại máy tính. Bây giờ tới bước khởi tạo và setup ổ cứng mới. Các bạn cứ làm theo các bước trên video là được. Từ bây giờ sẽ không lo thiếu dung lượng ổ cứng nữa rồi, tha hồ lưu phim và game luôn. Việc nâng cấp ổ cứng sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của anh em là gì. Tuy nhiên, việc dùng kết hợp vừa ổ SSD và HDD sẽ cho hiệu quả tốt nhất. Ví dụ, SSD anh em sẽ cài phần mềm để chạy chương trình nhanh hơn, còn HDD sẽ là nơi để anh em lưu trữ dữ liệu. Và như vậy, mình đã hướng dẫn sau anh em cách tự mình nâng cấp ổ cứng trên máy tính. Thật đơn giản và dễ dàng phải không? Chúc anh em thành công! Nếu thích video này thì đừng quên like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.